Máy ạ. Máy sẵn sàng. Các chú nhớ quay máy dọc ạ. Có cả ngang luôn. À vâng ạ. Cháu xin tự giới thiệu là cháu là Bi, 29 Hà Nội, chào anh em nhá. Nhân tiện ở đây thì cháu cũng xin chào tất cả mọi người đang theo dõi chương trình luôn ạ. Cháu xin phép là cháu chào theo kiểu hot trên TikTok. Tại vì năm nay cháu lên mạng, cháu học nhiều quá, thế nên là ở trên mạng bây giờ cái gì cháu cũng biết ạ. Công nhận là bố kém thật. Này, đang giới thiệu sao lại bố kém? Tôi bố bảo là đoạn này nếu mà con dừng lại kiểu gì mọi người cũng vỗ tay. Vỗ mọi tay! Mọi người có vỗ tay đâu. Dạ cháu cảm ơn ạ. Vâng ạ. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị vỗ tay gái tôi đỡ kém trước mắt con trai tôi. Chào mừng tất cả quý vị đến với chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần, số đặc biệt trong ngày đầu tiên của năm 2022. Và đoạn clip vừa rồi cũng là một phần quà mới mẻ dành tặng cho quý vị. Năm mới mà, phải có những điều mới. Và nếu ai đó có hỏi rằng, thắc mắc rằng là biên tập viên Quốc Khánh đâu rồi, đi đâu? Thì 1, 2, 3, nhìn sang trái. Nhìn sang trái nào. Đó, sao đã đổi ngôi, kê nay đã thành phượng. Và tôi mới là người dẫn chính. Còn vị khách mời trong tối ngày hôm nay cũng là một người rất đặc biệt. Anh ấy đã từng đánh bại chính Quốc Khánh ở trong chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần. Và còn gì tuyệt vời hơn khi mà bất ngờ anh ấy cũng là nghệ sĩ ấn tượng vừa được nhận giải. Xin mời cao thủ bóng bàn kiêm diễn viên hài, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc. Xin chào đón quý vị và tất cả các bạn đến với chương trình Vua Tiếng Việt. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đến với chủ đề Tết Tây. Đây là một chủ đề có thể nói là được mọi anh người... Anh Bắc, quay xe. Xin lỗi anh. Tôi nghĩ là vì anh vừa được nhận giải là nghệ sĩ ấn tượng nên anh có chút là bối rối. Đây là chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần và tôi mới là chủ sân khấu. Xin mời anh. Tôi xin lỗi. Xúc động quá đúng không anh? Không phải. Một lần hồi nữa bước xin được tuổi chúc mừng anh. Niên hay quên. Chào bạn. Anh thấy thế nào? Một cái bầu không khí rất tuyệt vời. Vẫn với thôi cho tôi sống với một chút hào hứng của Vua Tiếng Việt nhé, được không? Được rồi. Được rồi. Hôm nay anh là nghệ sĩ ấn tượng nên anh có đặc quyền đó. Xin cảm ơn. Hôm nay gặp gỡ ở đây đúng ngày mùng 1 Tết Tây tuyệt vời. Xuất khẩu thành thơ. Nhìn ánh mắt, nhìn nụ cười. Chúc mừng năm mới những người thân yêu. Vâng, xin cảm ơn anh. Anh đem lại một cái bầu không khí nó còn mới hơn nữa. Nhưng mà tôi muốn hỏi anh là anh có thấy một cái điều mới mẻ hơn nữa ở một cái vị trí đang đứng cạnh anh không? Cái vị trí này này. Tức là Hoàng đúng không? Vâng. Ý Hoàng nói gì? Tôi phải nói thật. Thưa quý vị, đầu năm mới chúng ta cũng thấy một cái đổi mới rất là đặc biệt. Và cái đổi mới này cũng chính là một trong những cái điều mà tôi mong muốn. Ngay từ khi chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần đầu tiên phát sóng thì tôi đã là một khán giả. Tôi viết thư lên cho ban tổ chức là yêu cầu đổi MC. À, hóa ra chính là anh à? Chính tôi đấy chứ ai nữa. Hôm đó tôi thấy anh Khánh hơi buồn. Bởi vì là tôi nói thật, bởi vì là tôi nhìn cái MC cũ ấy, cái tay Khánh ấy, cái tay ấy dẫn chương trình nhiều. Thôi, hơi tế nhị, không nên nói đến người đó nữa. Thế à? Nếu anh muốn nói thì nói với tôi này. Nói về người mới này hả? Thôi nhìn mặt anh tôi cũng không dám nói ra sự thật. Bởi vì nói ra sự thật sợ tình cảm mình lại gián đoạn. Nhưng mà tôi phải chia sẻ thế này. Lúc đầu tôi hào hứng với Vua Tiếng Việt bao nhiêu thì bạn lại cắt cụt tôi bấy nhiêu. Tôi phải thông báo với bạn, có thể là một tin vui, có thể là một tin buồn. Tùy theo người tiếp nhận cái thông tin đấy. Đấy là, thưa quý vị, tôi là người dẫn chương trình của chương trình Vua Tiếng Việt. Và tôi đã có một cuộc khảo sát cực kỳ ngẫu hứng. Và tới 98% những người được khảo sát cho rằng chương trình Vua Tiếng Việt hay hơn chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần. Và nhân dịp này tôi cũng thông báo luôn là phạm vi khảo sát là toàn bộ những người tham gia ekip của chương trình Vua Tiếng Việt. Đấy, nói thế để cho anh... được không? Một cuộc khảo sát rất là khách quan. Đúng. Hoàng ơi,
Trách nhiệm của em đấy, hôm nay em là người dẫn đường đấy, để không đừng sao. đừng để người ta nói như thế, em hiểu không? Em nếu như mà lĩnh, em dẫn chính lĩnh. Của cuộc hẹn cuối tuần thì anh sẽ chuyển sang vua tiếng Việt. Em đủ bản lĩnh. Em tin không rằng... vui lắm đâu nhá. Không sao, không sao, không sao. À, tôi thì đơn giản nghĩ là mới đã là tốt rồi. Đúng. Và những người làm VTV thì xin luôn cam kết là sẽ đem lại những điều mới mẻ, bất ngờ và thú vị cho khán giả cũng như là cho khách mời. Bởi vì thú thực hôm nay chúng tôi mời anh đến đây cũng không phải là vì anh là nghệ sĩ ấn tượng đâu, cái đó chúng tôi cũng không hề biết. Vâng. Mà là vì bạn Bi béo. Ui. Tại vì tôi biết anh vừa là phụ tá vừa là quản lý của bạn Bi. Ừ. Chúng ta cũng đã từng nói về Bi sẽ làm gì trong tương lai. Đúng. Và anh thấy trong đoạn clip vừa rồi không? Đúng đúng. Lìa máy chuyên nghiệp lắm. Đúng. Lau chùi máy cũng cẩn thận. Anh nghĩ thế nào về một lựa chọn đó? VTV hoàn toàn có thể tuyển một quay phim trẻ như thế. Tôi nghĩ là tại vì ở nhà tôi thường xuyên nói với Bi, với cả anh trai Bi là ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ biết dành phần ai. Vâng. Tôi cái đó gian là, khổ quá. Đúng rồi. Không, tôi tin là Bi sẽ không phù hợp với quay phim. Bởi vì quay phim cái việc nhàn. À nhàn à? Ừ, nó dễ. Chủ yếu là đứng bấm máy, thỉnh thoảng cười hoặc vỗ tay. À. Thế thôi, tôi nói thật. Tất nhiên là cũng có nhiều anh quay phim và đạo diễn cũng vào, cũng làm những chương trình rất là nguy hiểm. Cũng... đấy, ví dụ như anh này đấy, quay vào giờ phút này chẳng hạn, rất vất vả đôi chân, đúng không? Và tôi biết, xin cảm ơn. Bởi vì cái lúc tôi nói là ở máy kia là màn hình tôi nó bị nhòe. Tôi bảo quay phim nó nhàn, đấy là nhòe. Tôi nói thật. Thế thì làm MC đi, nặng hơn đấy. MC à? Tôi xin lỗi quý vị chứ tôi cũng đã từng làm MC, nhưng mà làm MC cũng nhàn. Mà Bi thì không phù hợp với MC, tôi nói thật. Không phù hợp, bởi vì làm MC ít nhất da nó phải đen đen nâu nâu tí. Đánh đèn vào nó mới bắt. Không, tôi là tốn phấn lắm. Nhưng mà tôi thấy là anh cái gì anh cũng không đồng ý. Tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng không nên cứ mãi đưa ra câu trả lời thay cho bọn trẻ. Đúng. Trẻ em cần có tiếng nói riêng. Chính vì thế mà ngay bây giờ tại sân khấu này, xin được mời trợ lý của Hoàng Gia Nâu, bạn Bi Da Vàng. Xin một tràng pháo tay cho bạn Bi Da Vàng. Máy ạ. Máy sẵn sàng. Ờ, các chú nhớ quay máy dọc ạ. Có cả ngang luôn. À vâng ạ. Ờ, cháu xin tự giới thiệu là cháu là Bi, 29 Hà Nội, chào anh em nhá. À, nhân tiện ở đây thì cháu cũng xin chào tất cả mọi người đang theo dõi chương trình luôn ạ. Cháu xin phép là cháu chào theo kiểu hot trên TikTok. Ờ, tại vì năm nay cháu lên mạng, cháu học nhiều quá, thế nên là ở trên mạng bây giờ cái gì cháu cũng biết ạ. Công nhận là bố kém thật. Này đang giới thiệu sao lại bố kém? Tôi bố bảo là đoạn này nếu mà con dừng lại kiểu gì mọi người cũng vỗ tay. Vỗ mọi tay! Mọi người có vỗ tay đâu. À, dạ cháu cảm ơn ạ. Vâng ạ. Xin cảm ơn quý vị vỗ tay gái tôi đỡ kém trước mắt con trai tôi thật. Vâng, xin cảm ơn. À mà vừa nãy con ở trong kia, con nghe thấy mọi người đang bàn tán về sau này... con định làm nghề gì? Thì cháu cũng xin nói luôn, cháu khẳng định một câu chắc nịch luôn, đó là tương lai là chuyện đằng trước, còn bây giờ mình phải sống cho hiện tại ạ. Thế nên là mỗi năm bố cháu sẽ đưa cho cháu vài mục tiêu, và sau khi và cháu sẽ hoàn thành những mục tiêu đấy năm một ạ. Vâng. Bố, kịch bản. Kịch bản gì? Kịch bản bây giờ bố phải ra bố lấy... đây đúng rồi. Gì? Luôn. Cái gì? Bố lấy luôn, xong rồi trong lúc bố lấy ra con mới nói câu tiên. À và sau đây cháu xin phép khoe bản thành tích của cháu trong năm 2021 ạ. Các bác thông cảm là từ lúc bắt đầu dịch Covid là bố cháu cũng hay quên, mẹ cháu cũng mắng nhiều rồi. À vâng, đây là bản mục tiêu cháu đã hoàn thành ở trong năm 2021. Mục tiêu đầu tiên chính là học được lên lớp. Cháu đã xuất sắc hoàn thành mục tiêu đó là học online tại nhà nhưng mà vẫn lên lớp. Nhưng mà thậm chí là lại còn lên lớp đều nữa. Tiếp theo chính là giảm béo 3kg. Cháu đã đạt được đó là béo thành công 3kg ạ. Và thứ ba, du lịch 3 tỉnh thành. Vì tình hình dịch Covid vẫn đang diễn biến phức tạp,
nên cháu sẽ thu hẹp lại cái yêu cầu một chút, sẽ là thành du lịch 3 căn phòng ạ. Vâng, đó chính là phòng ngủ, phòng học và đặc biệt cháu rất gắn bó với cả phòng ăn ạ. Vâng. Thứ tư, bố cháu luôn dặn là sống phải làm điều mình thích. Nhưng mà cháu sẽ làm cái vế quan trọng nhất ở trong câu này, chính là sống là thích rồi ạ. Vâng, thưa quý vị, là bởi vì có cái sống là thích này, để tôi xin phép và thay mặt cháu tôi chia sẻ một chút. Năm qua đúng là một năm cực kỳ khó khăn với toàn thế giới. Ở Việt Nam của chúng ta cũng không ngoại lệ. Chúng ta cũng đã chứng kiến nhiều người bị nhiễm Covid, phải giành giật từng giây từng phút để có được sự sống. Chúng ta cũng đã chứng kiến nhiều hoàn cảnh, nhiều gia đình đã có những người mà không vượt qua được Covid, đã không còn ở lại với người thân yêu. Cho nên với tinh thần sống là thích, để chúng ta thêm yêu cuộc sống và hãy cảm thấy rất vui mừng vì chúng ta đang có một cuộc sống. Xin cảm ơn quý vị. Con cảm ơn bố. Bố nói đúng cái điều mà con định nói nhưng mà con chưa biết cách để trình bày như nào. Vâng. Nhưng mà có một cái nữa là con sẵn sàng bonus cho bố thêm một cái mà con đã hoàn thành luôn. Có bonus. Vâng. Mời con. Đây hả? Vâng. Đó chính là con đã có thêm rất nhiều bạn mới. Vâng. Đó là? Đó là các chương trình trẻ em của VTV ạ. Wow. Rất nhiều bạn mới. Và theo kịch bản thì cháu Bi, Bi da vàng đàn em của Hoàng Gia Nâu đã kết thúc ở đây. Thế nên là bây giờ cháu sẽ nhường sân khấu lại cho phần mục trao giải ạ. Vâng, xin cảm ơn. Trợ vâng. Lý, trợ lý hay đàn em đây? Xin cảm ơn bạn Bi da vàng. Tôi thực sự là tự hào vì có một người đàn em, một người học trò, dù tôi chưa dạy được ngày nào. Những cái chia sẻ của Bi vừa rồi nó rất là ngắn gọn nhưng mà nó rất là đầy đủ. Và tôi nghĩ rằng những điều mà Bi đã trải qua đó cũng là điều mà đa số trẻ em đã phải trải qua trong năm vừa rồi. Chính vì thế nên là những chương trình vì trẻ em, những chương trình dành cho trẻ em trên VTV đã được đặc biệt quan tâm. Và năm nay sẽ có thêm một hạng mục dành cho các chương trình cho trẻ em ấn tượng. Ngay bây giờ xin mời anh Xuân Bắc công bố các đề cử. Vâng, xin cảm ơn. Và tôi rất là vinh dự được công bố các đề cử chương trình trẻ em của VTV. Một đó là trời, U là trời. Tưởng thế nào? Sao? Anh Xuân Bắc thì vẫn luôn tự hào mình là ông trùm vua tiếng Việt, lại còn vừa là nghệ sĩ ấn tượng nữa. Thế mà công bố giải cũng chỉ là đọc anh ạ. Thế thì mình cũng làm được. Rap cũng được, nhưng mà ông là vua tiếng Việt. Ừ. Mà ông đã vừa thể hiện cái khả năng làm thơ rồi. Nào, anh có thể xuất khẩu thành thơ một lần nữa không? Bố cháu làm được ạ. Ô, kìa. Cháu trả lời thay cho bố ạ. Vâng ạ, tại vì bố cháu giỏi lắm, ở nhà mắng cháu còn thành thơ được ạ. Nào, con anh đã nói thế rồi, anh có dám không? Chơi tới đi bố. Tôi cho anh 30 giây để suy nghĩ. 30 giây. Đúng với tinh thần của vô tướng Việt. Chính xác. Thưa quý vị, không biết là mọi người sẵn sàng chờ 30 giây không, nhưng mà tôi cố gắng để làm sao làm tốt nhất cái phần này, đúng là hoàn toàn ngẫu hứng. Và tôi xin đọc qua lại cái danh sách đề cử. Thưa quý vị, mọi người đừng có im lặng quá như thế. 28 giây rồi anh ơi. Tự nhiên lại bắt làm thơ. Thôi thì ngẫu hứng bất ngờ làm ngay. Hạng mục trao giải hôm nay gồm 5 tác phẩm đắm say lòng người. Một, kể đến Alo English. Tên một chương trình, mọi người vỗ tay trong thời gian vỗ tay cho tôi nghĩ tiếp. Hai, đêm thu cổ tích tuyệt vời.
Ba Hòa Ca Nhí là nơi cùng thiếu niên nói chuyện vui, chuyện buồn. Nhân tiện tôi cũng nói luôn, tác phẩm cuối cùng trong đề cử là Trạng Nguyên Nhí. Tôi xin hết ạ.